Putin khi nhậm chức hiểu rất rõ vấn đề chính phủ mới phải đối mặt là vô cùng gây cấn. Ngoài việc phải ngăn chặn được sự phát triển của thế lực cánh tả trong cuộc tuyển cử ở Duma quốc gia và bầu tổng thống, còn một vấn đề quan trọng nữa là tình hình ở Bắc Kavkaz. Ở đó đã bùng nổ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của vùng này kể từ sau Chiến tranh Chechnya 1994. Từ ngày 2 tháng 8, hơn 200 phần tử vũ trang bất hợp pháp từ Chechnya đã xâm nhập vào các làng hẻo lánh vùng biên giới phía nam Dagestan và đã đọ súng với lính biên phòng Nga tại địa phương. Bởi vậy người ta có lý do tin rằng nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của Putin về cơ bản vẫn là phần việc thời ông ta làm Cục trưởng Cục An ninh Liên bang. Chủ yếu phải giải quyết hai nhiệm vụ, ổn định tình hình ở vùng núi Dagestan và khu vực giáp danh với Chechnya bằng một sự hy sinh nhỏ nhất. Trước ngày bầu cử nghị viện và bầu cử tổng thống, phải đoàn kết được các quan chức hành chính của các địa phương xung quanh Yenshin. Putin tiếp nhận hai vấn đề này từ tay của Stepanov. Đây có thể chính là điểm chí mạng mà Stepanov bị Yeltsin bãi chức. Điện Kremlin chỉ trích ông ta tỏ ra mềm tay đối với tình hình Dagestan và không muốn liên hiệp với các quan chức hành chính khác để chống lại phong trào tổ quốc của Lucop. Theo điện Kremlin, Putin cần phải cứng rắn, cho dù vừa qua ông ta không biểu hiện rõ, nhưng bây giờ ông phải lập tức chứng minh cho mọi người thấy rõ điểm này. Việc đuổi các phần tử vũ trang Chechnya ra khỏi các làng ở Dagestan không những giúp Putin tạo dựng được một hình tượng thủ tướng cứng rắn mà còn có thể nâng cao uy tín của ông trong quân đội. Điều này vô cùng quan trọng trước ngày bầu cử. Ngoài việc có thể lấy thêm được lá phiếu của quân đội, họ sẽ nhất trí bỏ phiếu bầu, còn tăng thêm nhân tố ổn định cho tình hình chính trị đang lộn xộn trước tháng 12 năm 1999 và tháng 6 năm 2000. Putin đã quyết định lợi dụng cơ hội này Việc quan trọng đầu tiên mà ông làm sau khi nhậm chức quyền thủ tướng là triệu tập hội nghị an ninh về vấn đề Dagestan. Hội nghị đã vạch kế hoạch và được Yeltsin phê chuẩn. Putin nói ổn định tình hình Dagestan cần một tuần rưỡi đến hai tuần. Đó là một thời hạn ngắn ngủi. Phương án này đầy mạo hiểm đối với Putin. Nếu hành động thất bại hoặc quân đội liên bang hy sinh nhiều mà phía Chechnya hy sinh ít, sẽ phải có người chịu trách nhiệm. Tổng tham mưu trưởng Khovasnin không đáng chịu tội sau khi thực thi thuận lợi phương án nga giải quyết hòa bình vấn đề nam tư sau khi thành công mỹ mãn trong việc đưa quân vào đó kremlin không dám động đến ông sợ mất lòng quân đội bộ trưởng nội vụ grusalo cũng không đáng kết tội trong sự kiện này ông ta không phải là nhân vật trọng yếu tiến hành một hành động quân sự quy mô lớn không phải là việc của cảnh sát như vậy người có thể đương đầu hứng tội chỉ còn lại thủ tướng putin có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trên cương vị thủ tướng ông ta thể hiện rõ sức mạnh của mình, nhất là sau khi hành động quân sự thất bại, sau khi chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan lan tràn đến các vùng khác của Dagestan thì sẽ càng như vậy. Còn một nhiệm vụ nữa mà Putin tiếp nhận từ Stepashin là phải đoàn kết các thống đốc các khu vực xung quanh mình để đối chọi với liên minh của Luzkov. Không đợi nghị viện phê chuẩn chức vụ của mình, Putin đã tiến hành hoạt động một cách tích cực. Tối ngày 12 tháng 8, ông đi thăm Tomsk, Ngày hôm sau, tham dự hội nghị liên minh khu vực Hiệp định Siberia được tổ chức tại đó. Mục đích bên ngoài hành động đó của ông là thảo luận dự án dự toán năm 2000, nhưng mục đích chính nhằm tiếp xúc riêng với các quan chức hành chính của Siberia. Mong muốn trong vòng từ 2 đến 3 tháng làm suy yếu lực lượng của Lucscope bởi vậy, Putin phải làm việc khẩn trương. Song, trong thời điểm này, Lucscope không để lãng phí thời gian. Nếu ngôi nhà của chúng ta, nước Nga không muốn gia nhập liên minh Chubai đi top một số quan chức hành chính sẽ gia nhập phong trào Chernomyrdin. Thế thì nhiệm vụ của Putin xem ra không đơn giản chút nào. Những thuộc hạ trong ngành an ninh của Putin và bạn bè sẽ hết sức giúp đỡ vị tân thủ tướng này. Trong hội đồng an ninh liên bang, có cục an ninh hiến pháp phụ trách công việc tuyển cử của liên bang. Có lẽ gần đây đã tung ra những tài liệu đen có liên quan đến Luzkov, phong trào tổ quốc, những người lãnh đạo nước Cộng Hòa trong toàn Nga và Đảng Cộng sản. Nếu Putin muốn trở thành người kế tục Jensin thì phải hoàn toàn chiếm được cảm tình của điện Kremlin. Trong vòng mấy tháng, ông phải giải quyết được hai vấn đề quan trọng nêu trên. Một khi thất bại sẽ phải tìm được người thay thế làm thủ tướng hoặc tìm người có thể đối trọng với Lukashenko trong cuộc bầu cử tổng thống. Trong băng đạn của điện Kremlin còn có Lebed, Chernomikdin và Stepanin. Putin đã không phụ lòng mong đợi của Jensin đối với ông ta. Mở đầu là vấn đề Bắc Caucasus đã thể hiện rõ sức mạnh của nhân vật thép Ngày 10 tháng 8, vừa trở thành quyền thủ tướng, Putin đã cùng Tổng thống Yeltsin và các lãnh đạo hữu quan tiến hành thảo luận tình hình Dagestan. Tiếp sau đó, quyền thủ tướng Putin chủ trì triệu tập hội nghị Ủy ban Hành động Liên bang Nga chống chủ nghĩa khủng bố. Trong hội nghị, ông bày tỏ quan điểm không thể nhún nhường trước những hành động trà đạp pháp luật và chủ nghĩa khủng bố đang xuất hiện ở vùng Kavkaz, phải có biện pháp chỉnh đốn, trật tự và kỳ cương ở đó. Ông nói, những nhà lãnh đạo của Nga đã trao nhiệm vụ cho cơ quan quyền lực liên bang và địa phương triệt tận gốc nguồn gây loạn ở đó. Putin tuyên bố với thông tấn rằng trong các phần tử vũ trang hoạt động ở Dagestan có phần tử vũ trang Chechnya. Để lập lại trật tự ở Dagestan, chính phủ Nga đã lập một phương án hoàn chỉnh được Tổng thống Yeltsin phê chuẩn, đồng thời tuyên bố thành lập Bộ Tư lệnh Quân sự khôi phục trật tự ở Dagestan. Cùng ngày, máy bay trực thăng vũ trang không quân Nga đã tiến công mãnh liệt vào các phần tử vũ trang bất hợp pháp đóng trên các làng của nước Cộng hòa Dagestan. Người phát ngôn của không quân Nga nói rằng máy bay không quân Nga đã cất cánh 78 lần, với sự phối hợp của pháo mặt đất, đã tiến hành công kích các phần tử vũ trang, sử dụng tên lửa tự hành oanh tạc vào cứ điểm của phiến quân. Xong đến thời điểm hiện tại, nhà đương cục Nga vẫn chưa thể xác định được số thương vong chính xác của các phần tử ly khai. Trong 10 ngày tấn công, quân Nga có 6 người chết, nhiều người bị thương. Ngoài ra hai máy bay trực thăng vũ trang của quân Nga bị các phần tử ly khai bắn hỏng. Trong số nhân viên tổ lái gặp nạn có trung đoàn phó, trung đoàn trực thăng 487, anh hùng Nga Nomob. Ngày 11, quân Nga lại một lần nữa triển khai hoạt động quân sự quy mô lớn đối với các phần tử ly khai. Theo thứ trưởng Bộ Nội vụ Nga, Kresnikov nói, quân Nga có 10 người chết trận, 27 người bị thương. Quân Nga giành lại một bộ phận làng Mạc bị các phần tử vũ trang chiếm lĩnh từ trước đó. Nga tung vào lữ đoàn mô tô 132 và tiểu đoàn bộ binh 102 của Bộ Nội vụ. Bước sang tháng 11, Putin tiến hành một loạt hành động quyết đoán khiến cho uy tín của chính phủ mới ngày một lên cao song phải chăng địa vị của Putin đã vững chắc rất nhiều người vẫn giữ quan điểm phủ định